Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông phát thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong bản tin hôm nay, ngay sau phần tin tức cập nhật sẽ là ghi nhận về nỗ lực lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 04 năm 2019 quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, các cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý sử dụng công trình đường bộ, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên vận hành khai thác công trình đường bộ và tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định chi tiết trong thông tư để quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc hệ thống đường trung ương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 và thay thế thông tư số 47 năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải đang chủ trì soạn thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của phần đường sắt thuộc nghị định số 46 năm 2016 về những hành vi vi phạm như họp chợ để phương tiện trong hành lang an toàn giao thông đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt. Về điều chỉnh bổ sung tăng hành vi, tăng mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe và thực hiện pháp luật được nghiêm minh hơn, hiện Cục Đường sắt Việt Nam đang xin ý kiến góp ý từ các tỉnh thành, cơ quan, doanh nghiệp liên quan để tiếp thu chỉnh sửa. Quá trình chỉnh sửa được tiến hành chặt chẽ qua nhiều lần, nhiều cấp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có đề nghị và yêu cầu các sở giao thông vận tải quản lý chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hội đồng sát hạch, tổ sát hạch thường xuyên đảo đề thi lý thuyết, trắc nghiệm trên giấy thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định sát hạch lái xe, đảm bảo học viên không mang điện thoại và các thiết bị viễn thông vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong hình. Trường hợp học viên cố tình sử dụng điện thoại và các thiết bị viễn thông thì lập biên bản và hủy bỏ kết quả sát hạch và không cho phép học viên tham dự sát hạch trong thời hạn 5 năm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán trong thời gian dài đã làm mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Lào Cai. Trước thực trạng này, đội kiểm tra trật tự đô thị phối hợp với Ủy ban dân các địa phương thi hành các biện pháp cưỡng chế và xử lý phạt đối với những hộ không chấp hành. Trước đây, tại đường Hồng Hà, khu vực gần nhà thờ, giáp với chợ Cốc Lếu, tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán gây nhiều bức xúc trong dư luận. Vậy nhưng đến nay, khu vực này đã thông thoáng, sạch sẽ hơn trước. Đây là kết quả của việc quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè, trong đó có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa đội kiểm tra trật tự đô thị với Ủy ban nhân dân các xã, phường trong địa bàn thành phố Lào Cai. Cái khu này là cứ cơ quan chức năng mà có mặt thì là người ta không đến, mà là khi mà cơ quan chức năng đi thì lại họ lại đến, họ lại bán hàng đây. Còn chủ yếu những người bán hàng rong ở các cái khu khác đến chứ không phải là người dân ở đây, ở cái tổ tại đây. Thế nên là cũng rất mong là các cái cơ quan chức năng của thành phố cũng như của phường đã duy trì thường xuyên. Năm 2018, đội kiểm tra trật tự đô thị đã phối hợp với các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Duyên Hải, Lào Cai, Phố Mới, Pom Hán, Bắc Lệnh thu dọn trả lại hành lang vỉa hè. Kết quả đã giải tỏa hàng trăm trường hợp vi phạm hành lang vỉa hè, phối hợp với các ngành liên quan giải tỏa, xử lý, dẹp hành lang, dỡ bỏ lều quán, tịch thu hàng trăm biển quảng cáo vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, mặc dù công tác thanh tra kiểm tra luôn được tăng cường. Tuy nhiên thì trong năm vừa qua về tổ chức cái việc là đặc biệt là giao thông tỉnh thì nó còn nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là cái việc là khóa bánh xe nó chỉ là một biện pháp ngăn chặn chứ bây giờ ví dụ lực lượng đi làm nên mà không có lực lượng công an ngay thì chất mà nói thì không có cách gì giữ người ta được. Chúng tôi cũng xác định là để không phải là cao điểm mà cũng phải là ra quân, mà đây phải là một cái nhiệm vụ thường xuyên liên tục và phải thực hiện được nhiều thời gian dài, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều năm và sẽ thực hiện mãi mãi. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ của thành phố Lào Cai cùng với nỗ lực của các xã, phường, hy vọng việc lập lại được trật tự kỷ cương, tiến tới xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp sẽ được thực hiện tốt, bền vững, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.